Vì sao máy lọc không khí Daikin mã ACK bao giờ cũng rẻ hơn MCK? Ok, chào mọi người này. Thì trong video này em sẽ giải đáp một chút về cái vấn đề về máy lọc không khí Daikin mọi người nhé. Ví dụ như bên em thì không bao giờ bên em bán ACK, gần như không bao giờ đâu ạ. Đấy, đa số là bên em chỉ bán MCK và bây giờ em nhập chỉ có nhập MCK mọi người nhé. Vì sao mà là cái mã ACK và MCK lại có sự chênh lệch nhau về giá như vậy? Thì theo như em tìm hiểu nhé, đây là góc độ em tìm hiểu thôi mọi người nhé, còn tất nhiên là có cái nhiều góc nhìn hơn nhưng mà phải đến chuẩn là 90%. Thì những cái con mà ACK ấy, là những con hàng đại lý. Những cái con hàng đại lý thì bao giờ bên Nhật nó cũng sẽ có một là hàng theo hãng sản xuất, thì là theo phân phối chính hãng, theo các cái của chính của Daikin nó phân phối đấy, thì bao giờ cái chất lượng của nó cũng sẽ có giờ chất lượng là MCK, bao giờ chỉ là MCK. Còn các cái phân khúc như kiểu ACK là phân khúc đại lý, các cái đại lý các cấp đại lý nhỏ hơn. Thế nên bao giờ cái chất lượng của nó cũng thấp hơn nhưng cái giá thành nó sẽ mềm hơn. Đấy, nó cũng là một cái phân phân ra như thế. Cái đấy là cái mà em đã tìm hiểu được một số người ở Nhật, và thực tế em cũng tìm hiểu được một số anh em chuyên order hàng Nhật để phân tích về cái đấy. Đấy, thì vì sao đây là bài đấy là vì vì sao em giải thích là vì sao là cái mã MCK, ví dụ như MCK 70X bao giờ đắt hơn ACK 70X, hay là MCK 70Z cũng đắt hơn ACK 70Z. Ví dụ bây giờ các bác mua một con MCK 70Z thì nó phải tầm hơn chục triệu, nhưng mà các bác mua một con ACK 70Z đấy thì nó chỉ rơi vào tầm được khoảng có khi 8 triệu rưỡi 9 triệu cũng có đấy, thì nó sẽ chênh nhau hơn triệu là bình thường. Đấy, đấy là cái mọi người cần tìm hiểu nhé, à mọi người cần cần lưu ý nhé trước khi mà xuống tiền. Với bên em thì em chỉ có chơi MCK, không chơi ACK, gần như không ACK đấy. Ok, đấy mà các bác nào mà có nhu cầu cần tìm hiểu cái thông tin này thì hy vọng là sẽ giúp cho mọi người cái góc nhìn về cái con ACK và MCK của dòng Daikin mọi người nhé.